của em. Thì hôm nay em lên cái nhà các mặt hàng đồng xưa ha, đồ sưu tầm, đồ phong thủy. Thì cả nhà có sưu tầm được thì nhớ cho mình một kênh đăng ký ha, để em lên clip sau thì cả nhà là người đầu tiên xem được. Thì sau đây em mới lên chi tiết báo giá từng sản phẩm của nhà mình. Thì em về được mẫu số 1, đây là một cái bát như ý. Cái bát như ý này nặng là 900g và chiều cao thì khoảng là 9 phân và miệng của bát như ý thì khoảng là 18 phân ha. Thì cái bát này em nó vừa đánh bóng mạ vàng nên cả nhà nhìn thấy rất là đẹp, rất là sắc sảo ha. Thì giao lưu của nhà cái bát mã số 1 là 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng cho mã số 1 ngày hôm nay. Quà tiếp theo là mã số 2. Em về cho cả nhà đây là một cái tượng bát mã đang chạy trên một cái dạng lý thường thành. Thì tượng này nặng là 4,3 kg và chiều cao là khoảng là 20 phân và chiều dài thì khoảng là 30, chắc là một đồng cũ ha. Đây là một cái tượng đáng để sưu tầm ha cả nhà. Có tất cả mấy người đang chạy trên một cái dạng lý tường thành ha. Và mặt sau rất là còn nguyên vẹn. Thì mã số 2 giao lưu với nhà tượng này là 2 triệu đồng nha. 2 triệu đồng cho mã số 2. Và mã số 3 ngày hôm nay, em đưa cả nhà đây là một cái sông trầm nhất long. Cái sông trầm này nặng là 1,4 kg và chiều cao thì khoảng là 20 phân và chiều ngang thì khoảng là 16 phân ha. Chắc là một đồng cũ ha cả nhà. Đây là một cái sông trầm đáng của sưu tầm ha. Là giao lưu cả nhà là 1,8 triệu. 1,8 triệu cho một cái sông trầm nhất long, đó là mã số 3. Và mã số 4 ngày hôm nay, đây là một tượng Di Lạc ngồi đang ngồi tọa thiền ha. Thì trọng lượng là khoảng là 1,9 kg và chiều cao 16 phân và chiều ngang thì khoảng là 14 phân. Thì cả nhà hữu duyên mã số 4 là 1,4 triệu ha. 1,4 triệu cho tượng Di Lạc đang nắm bao tiền ha. Đó là mã số 4 ngày hôm nay. Và mã số 5, đây là một cái bàn tính chắc liền một đồng hết trơn đó nha, bao gồm cả con tính và cái khung bằng đồng luôn ha. Thì trọng lượng có bằng tính này là 1,4 kg và chiều dài thì khoảng là 25 phân và chiều ngang thì khoảng là 11 phân ha. Cái này là rất là tính nguyên vẹn ha, và những con tính thì bằng đồng luôn và cốt ở trong ngoài, đặc biệt thì những cái khung này bằng đồng hết ha. Thì lâu lâu em mới sưu tầm được một cái. Thì mã số 5 cái bằng tính bằng đồng giao luôn cái nhà là 1,2 triệu ha. 1,2 triệu đây cho mã số 5. Và mã số 6, đây là một cái sông trầm tam hạt đang đạp trên long quy hai đầu ha. Thì trọng lượng là 1,9 kg và chiều cao thì khoảng là 28 phân và chiều ngang thì khoảng là 16 phân, chắc là một đồng cũ ha. Đây là một cái sông trầm đáng sưu tầm ha cả nhà, đang đạp trên một cái sông long quy hai đầu, rất là lành tích ha, rất là sạch. Thì dân giao lưu có nhà mã số 6 là 1,9 triệu nha. 1,9 triệu cho mã số 6 của ngày hôm nay. Và mã số 7, đây là một cái cây nấm tiền tài lộc. Cây nấm tiền tài lộc này trọng lượng là 2,7 kg và chiều cao là 23 phân và chiều ngang thì khoảng là 24, chắc là một đồng cũ ha. Đây là một cái cây nấm chiêu tài hút lộc ha. Thì mã số 7 giao lưu với cái nhà cây nấm này là 1,8 triệu nha. 1,8 triệu cho cây nấm. Và tiếp theo là mã số 8, em lên cái nhà đây là một bộ tam thánh ha, đó là quan công, quan bình và tượng châu xương. Thì trọng lượng cái tượng này là 3,8 kg và chiều cao của tượng quan công là 20 cm ha, và chiều ngang thì khoảng là 12 và hai vị thần hộ pháp của tượng quan công là khoảng là 17 phân ha, chắc liền một đồng hết trơn hết cả nhà. Thì đây là tượng quan công đọc sách ha, và có hai vị thần là quan bình và châu xương, đây là phò trợ cho vị quan công ha. Thì mã số 8 em giao lưu với cả nhà là bộ này là 2,8 triệu nha. 2,8 triệu cho tượng quan công, quan bình và tượng châu xương, đó là mã số 8 của ngày hôm nay. Quà tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 hôm nay, đây là một cặp bình hoa mai. Thì cặp bình hoa mai số 9 là nặng 2,4 kg và chiều cao là 23 phân và miệng cặp bình thì khoảng là 10 phân ha. Thì cặp bình này em nó vừa quay sinh xong nên cả nhà nhìn thấy rất là sắc sảo đẹp ha. Thì mã số 9 giao lưu của nhà cặp bình này là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu cho mã số 9. Và mã số 10 hôm nay, đây là một cái ấn gồng nhã ngọc. Cái ấn này nặng là 2 kg và chiều cao là 20 phân và ngang chỗ ấn thì khoảng là 8 phân ha. Chắc liền một đồng cũ ha. Thì cái ấn này rất là lành tích nguyên vẹn ha. Thì mã số 10 giao lưu với cái nhà là cái ấn này là 1,4 triệu. 1,4 triệu cho mã số 10. Quà tiếp theo là mã số 1. Đây là một cái cặp bình phúc lộc thọ. Cặp bình này nặng là 3,3 kg và chiều cao là khoảng là 26 phân và miệng cặp bình thì khoảng là 8 phân ha. Đây là một cái cặp bình đáng để sưu tầm ha cả nhà. Thì có phúc nè ha, có lộc và có thọ. Thì cặp bình phúc lộc thọ mã số 11 giao lưu với cái nhà là cặp bình này là 2 triệu đồng nha. 2 triệu đồng cho mã số 11 của ngày hôm nay. Qua mã số 12. Mã số 12, đây là một cái cặp tỳ hưu đồng. Cặp tỳ hưu này nặng là 3,5 kg và chiều cao tổng thể là khoảng là 15 phân và chiều dài của cặp tỳ hưu thì khoảng là 25 phân ha. Chắc liệu một đồng cũ ha cả nhà. Đây là một cặp tỳ hưu đáng để sưu tầm ha. Thì cả nhà giao lưu cặp tỳ hưu mã số 12 là 1,9 triệu nha. 1,9 triệu cho mã số 12 của ngày hôm nay. Qua mã số 13. Mã số 13, đây là một cái bình trà độc lạ. Cái bình trà này nặng là khoảng 700g và chiều cao được khoảng là 12 và chiều dài thì khoảng là 14 phân. Đây là một cái bình đồng đã được lắc keo bạc ha cả nhà. Đây là một hình cô gái ha đang ôm một cái bình trà
trên cái nắp trà là một cái con ếch ha. Thì cái bình trà này độc lạ cho luôn cả nhà là 800.000 nha. 800.000 cho bình trà độc lạ mã số 13. Qua mã số 14, đây là một cái ống bút đồng. Cái ống bút đồng là một nặng là 1 kg 1 kg 7 và chiều cao là 12 phân và miệng của ống bút thì khoảng là 9 phân ha. Thì cả nhà sưu tầm để bàn làm việc ha. Thôi trong nhà là cả nhà có thể là cắt viết các thước thì bao của nhà mình chỉnh đẹp luôn ha. Thì mã số 14 giao lưu của nhà là 900.000. 900.000 cho mã số 14. Qua mã số 15, không thể bỏ qua ha. Đây là một cái cặp bình đồng này nặng là 5 kg 7 và chiều cao là 32 phân và miệng của cặp bình thì khoảng là 14 phân ha. Thì cái cặp bình này là em vừa đánh bóng vệ sinh nên cả nhà nhìn thấy rất là sáng ha. Thì cả nhà sưu tầm cặp bình này về mà cắm qua thì bao của nhà mình chứng đẹp luôn ha. Thì mặt đế đây, mặt đế cái chữ là 105 mb và 1945. Thì cặp bình mã số 15 giao lưu với nhà là 2.8 triệu nha. 2.8 triệu cho cặp bình, đó là mã số 15 của ngày hôm nay. Qua tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 hôm nay, đây là một cái đỉnh chầm voi. Đỉnh chầm voi mã số 16 này nặng là 1 kg 1 kg 8 và chiều cao là khoảng là 25 phân và chiều ngang thì khoảng là 21 phân ha. Đây là một cái đỉnh chầm voi hết cả nhà. Đây là nguyên một con voi ha. Và hai bên đây là có cái quai là hai cái quai voi ha. Và đặc biệt thì ba cái chân là ba cái đầu voi ha, rất là đẹp đó cả nhà. Thì cái sông chầm mã số 16 giao lưu của nhà là 1.9 triệu nha. 1.9 triệu cho mã số 16. Qua tiếp theo là mã số 17. Đây là một tượng đại bàng khổng lồ, tượng đại bàng hợp tác đang đứng trên một quả cầu ha. Thì trọng lượng là 8.3 kg và chiều cao từ mặt đất lên tới cánh là 50 cm và chiều ngang giữa hai cái cánh với nhau là khoảng là 50 ha. Và chỗ cái quả cầu thì khoảng là 15 phân, chắc là một đồng cũ ha. Thì tượng đại bàng khổng lồ mã số 17, em giao lưu cái nhà là 4.5 triệu nha. 4.5 triệu cho tượng đại bàng khổng lồ, đó là mã số 17 của ngày hôm nay. Và tiếp theo là mã số 18. Mã số 18 hôm nay em lên cái nhà, đây là một bộ lư đào Nam Bộ. Và bộ lư đào Nam Bộ này hồi nãy em căng trước cho cả nhà là bộ lư này là 20 kg ha. Và từ mặt đất em đo lên tới đỉnh trên lăng là 69 phân. Và chiều ngang giữa hai quả đào với nhau là khoảng là 40. Và riêng cho bánh xe đèn là đo được thì khoảng là 50 ha. Và chiều ngang cho bánh xe đèn thì khoảng là 30. Rất là một đồng hết đó cả nhà. Đây là một cái bộ lư đào Nam Bộ. Thì bộ lư này em nó vừa vệ sinh ha nên cả nhà nhìn thấy rất là sáng lên cả nhà, rất là chi tiết luôn ha, không có một miếng bợn gì hết trơn ha. Thì bộ lư đào Nam Bộ mã số 18 nặng 20 kg, giao lưu của nhà là 9.500.000 nha. 9.500.000 cho bộ lư đào Nam Bộ mã số 18, cũng là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Thì cảm ơn cả nhà đã quan tâm kênh các em nhiều thời gian qua và bánh chào.